Tiếp theo là video 104 ha anh em. Em xin giao lưu với anh em một cây sam hương. Cây co quái khá đẹp luôn ha. Lên chậu mỏng luôn nè, chậu đẹp luôn. Tàn ấm hết rồi. Vì anh em vừa chơi mình cắt tỉa thôi, từ từ lá nó rút lại. Nhỏ lại nữa. Đẹp. To. Cây này em xin giao lưu với anh em giá 330k bao ship ha. 330k bao ship. Co quái đẹp nè. Đã bao gồm chậu luôn hết anh em. Rồi, anh em mà thích thì liên hệ số điện thoại của em ha. 035 4323 996. Mấy cây này về anh em nhớ chăm á, mình nhớ tưới nước thường xuyên ha, ngày tưới 2 cữ đi cho chắc ăn. Chứ anh em mà bỏ quên chừng ngày 2 ngày là rồi đó, nó héo luôn á. Đế cũng khá lắm á, về anh em vệ sinh đồ thêm.